Khi mà trung vệ Mimovic, cầu thủ có tầm cao tốt nhất bên phía hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang còn phải lo kiểm soát Vinicius, thì các trung vệ còn lại của Sông Lam Nghệ An, trong đó có Hoàng Văn Khánh, lại bỏ rơi Evonde. Và đó là một sai sót rất đáng trách. Người đã đứng gần nhất với Evonde trong thi đấu vừa rồi rõ ràng không phải là cầu thủ có đủ khả năng nhảy lên và tranh chấp tầm cao với trung vệ đối phương. Và bàn thua của Sông Lam Nghệ An là đích đáng. Cầu thủ đã thực hiện quả treo bóng có thể nói là rất hợp lý, rất chính xác. Cho Evonde ghi bàn là Phạm Công Hiền. Nguyễn Công Thành là người vừa có động tác thừa trong pha tranh chấp có lỗi vừa rồi. Chân của Nguyễn Công Thành đã nhấc lên rất cao, hướng vào bụng của cầu thủ đối phương. Xuân Mạnh là người đã dính cú đòn vừa rồi của Công Thành. Và cái giá phải trả cho cầu thủ mang áo số 71 bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một chiếc thẻ vàng. Mười phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà Sông Lam Nghệ An tạo ra được một sự cân bằng nhất định. Nhưng ở 10 phút tiếp theo thì mọi chuyện đã có chiều hướng xấu đi với đội bóng xứ Nghệ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh càng chơi càng thể hiện được sức nặng của mình, sức nặng của một đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia. Họ có cú đá làm lung lay khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh được thực hiện bởi Thanh Bình. Và bây giờ thì lưới của Sông Lam Nghệ An cũng đã bị rung lên sau cú đánh đầu của trung vệ Evonde. Khắc Ngọc, Mimovic, Hoàng Văn Khánh, Đình Đồng và kết nối là của Olaha, Ngọc Toàn. Cú đánh đầu phá bóng của Evonde, tiếp tục là pha xử lý tiếp theo của Evonde, những pha xử lý rất dũng mãnh. Cú đánh đầu thành bàn vừa rồi của Evonde là tình huống ghi bàn đầu tiên của cầu thủ này cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay.